Hi, chào mọi người nha. Bữa nay mình cùng bạn Liên và bạn Hồ làm công an phường ở bên quận 3 thị xã Hà Nam các bạn. Mình sẽ đi quay một hộ gia đình đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì khó khăn như thế nào các bạn xem tiếp video, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Giờ xem tiếp video các bạn ơi. Bây giờ đợi mấy bạn xong rồi mình mới vô trọng. Xem tiếp video nha. Hey, chào các bạn nha. Bây giờ mình đã đến nhà của hai cô chú ở đây có cái hoàn cảnh rất là khó khăn các bạn. Bây giờ khó khăn như thế nào để mình sẽ hỏi và quay vòng vòng ở đây ngôi nhà túp lều đang che tạm nắng mưa ở đây cho các bạn xem nha các bạn ơi. Xem tiếp cho nha. Bây giờ mình đang có mặt tại nhà của chú. Cô chú tên gì cô chú? Đàm Văn Bôi. Đàm Văn Bôi. Sơn. Cô Sơn. Nguyễn Thị Kim Sơn. Cô còn nói chuyện cũng rõ dữ ha. Con nói chuyện được lắm mà tại gần vô là nói lại. Dạ dạ. Người gia đình mình bây giờ khó khăn sao cô chú? Mình đi làm mấy năm nay cũng đi làm thuê làm mướn ở Sài Gòn á, cũng cố gắng kiếm vốn gì làm ăn. Rồi cái năm rồi đầu tháng 3 năm rồi mà bị xe tải nó tông nữa. Ý rồi cái rồi nằm bệnh viện không rồi điều trị tới bây giờ mà chưa đi đứng được, sửa lại cái mái nhà để cho ba ở. Bây giờ ở trên thành phố giờ không đi làm ăn được. Mình ra nghèo quá khổ quá, giờ lo tiền thuốc men quá thích khả năng luôn rồi. Thì con cũng nghe mấy anh em và có nhiều người liên hệ với con kêu ra đây quay cái hoàn cảnh của gia đình của chú Bôi hả chú? Ở đây thấy cũng có cái túp lều che tạm bợ các bạn. Đây thì cái mùa mưa. Đây, túp lều che tạm bợ như thế này các bạn. Đó. Chỉ là miếng cao su và những cái cây rất là nhỏ nha. Đây. Cô thì bệnh như thế này thì cũng đang ngồi xa lăn nữa các bạn. Ở đây thì nói chung là đây là cái mùa mưa các bạn ơi. Mà gia đình thì nhà cửa này nói chung là không có, do đi xa quê nhiều năm quá. Này, căn nhà của cô chú ở đây các bạn. Này, bỏ 10 năm rồi cho nên là xa quê để lập nghiệp, để sinh sống ở Sài Gòn. Đó, giờ nó đã mục nát như thế này. Đây, bây giờ cô chú ở đây cắt tạm cây liều ở đây thì do cô bị bệnh thời gian khá lâu rồi chú. Lắm mấy mình rồi. Hả? Giờ cũng cho tạm cho bà ở, che mưa nắng rồi che lại căn nhà nhỏ nhỏ để mà cho bà ở. Bây giờ đi làm chảnh làm không được, bây giờ ở nhà thì về đây nó dễ hơn mà hơi quá mình rồi. À, cô bị tai nạn là tai nạn như thế nào chú? Đi đụng. Đẩy xe mà đi bán cháo lòng á, trong mà trên tỉnh lộ 43 mà Thủ Đức chảnh á. Rồi ban đêm về cái bán chưa hết nó về dọc đường cái xe tải sau nó ủi tới. Bị đa chấn thương luôn. Nằm ba bệnh viện kìa, chợ gãy rồi bệnh viện quận 2, Thủ Đức gì đó. Tính chợ gãy là nói 10 phần còn có 1 phần á. Lo tốn cũng khá nhiều tiền. Bên kia thì nó bồi thường được con mớ à. Thời gian sau này gia đình cũng hết khả năng à. Giờ chở bà về để mua thuốc tạm cho bà uống qua ngày thôi. Để nhờ cái não bà thì không ổn định, 10 phần mới biết 4 phần à. Yeah. Hai chân thì đi đứng không được, tiểu tiện không biết, hư hết một trái thận. Dành ra nó mất cảm giác, tiểu tiện không biết gì hết. Nghe tôi phải ở nhà phải lo cho bà thay, lo thay rồi thay gạt cho bà là không đi làm ăn gì được trơn á. Ăn uống gì mà lúc muốn ăn ăn cũng không à. Gia đình mình lúc trước cũng là hộ nghèo hay sao chú? Dạ đúng rồi, lúc trước cũng hộ nghèo. Ông già, bà già hồi lúc trước rồi cũng bệnh hoạn rồi ghê hoài. Ruộng đất cũng sang hết rồi, giờ cũng chỉ còn có cái nền nhà này thôi. Thì mấy năm nay cũng tính đi làm nữa mà có kiếm số vốn về vốn gì làm ăn. Nhưng không ngờ bỏ bị vậy thì giờ đi vào bế tắc luôn. Dạ. Giờ chỉ về rồi. Về căn chòi nhỏ gì đó cho bà ở. Đó mà chơi giờ nói chung là hết cách rồi. Ở đi mà phải chi ở đi lôi bản thân được á. Lôi bản thân được thì còn đi làm ăn được. Còn này nó nằm một chỗ nữa. Dạ, cũng rất là khó nha, cũng phải có người phải về chăm nom ha. À, chú à. Có con cái gì không chú? Có, à, có thằng ai nó, về ghét chứ. Nó đi làm chảnh nó, nói chung là nó đi về đây thì nó cũng không có sợ làm. Nên nó làm chảnh, còn có mình nên nó làm chảnh thì muốn.
giờ thì hai chồng về trước, ở trên đó thì phải muốn phòng trọ. Tôi làm không được, tiền đâu muốn phòng trọ, lúc ăn uống chi phí thuốc men cho bà nữa. Dạ. Thôi thì để tôi về ăn chảnh, nó có mình lên đó, nó ở công trình cũng được. Nếu ở chảnh thì bà ở chảnh bắt buộc phải muốn phòng trọ rồi. Thôi thôi về đây, cắt cái gì tồi nữa. Rồi lâu lâu cho nó về thăm luôn vậy thôi, tôi cũng phải đành chịu ở đây rồi. Để lo cho bà. Cảnh luôn vậy thì cũng quá là khó khăn, cũng mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng có thương tình thì giúp đỡ cho bà mà vượt qua cái khó khăn này thì cũng rất là cảm ơn. Ví dụ hàng ngày thì tôi đi làm không được thì cũng mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho bà. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao, giờ chỉ muốn mong muốn là có cái căn nhà cho nó ấm cúng rồi mà cho bà ở, nhỏ 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 gì cũng được rồi, không mong gì hơn. Cũng có tính là mua cái xùa hay gì đó đi mà chăn lưới này nọ vòng vòng đây để mà lo cho bà thôi, ngoài ra cũng không muốn gì. Nếu được có nhiều người có được số vốn mình có thể chăn nuôi ở đây cũng được hả chú? Chăn nuôi cũng được mà không có vốn thì không có dám nói tới. Dạ. Chứ bây giờ cái thời gian mình dành cho cô chăm sóc cô không, bây giờ không có thời gian để đi làm khó. Đi làm xa thì không được, ví dụ làm gần gần cái chăn lưới hay là này nhỏ vòng vòng đây là dây lát nửa tiếng tiếng rồi về thì được. Dạ. Còn nếu bỏ cả buổi thì bỏ nhà mà không ai lo được. Dạ. Thì bà kêu kéo liền liền rồi đã tiểu tiện rồi ăn uống thuốc uống này nọ, một ngày là phải lo cho bà đi làm trong 4 tiếng đồng hồ là dữ lắm. Còn phải ở nhà lo cho bà. Đi chút vô chút vô. Cô năm nay nhiêu tuổi chú? Năm nay 46 rồi. 46 tuổi. Này mình xin nhắc lại, đây là khóm Vĩnh Hậu, phường 3, thị xã Nam tỉnh Sóc Trăng các bạn ơi. Đây, đây là một góc căn chòi trời tạm ở của nhà của chú Bôi. Đây các bạn, ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Chỉ là miếng cao su và những cái lá thôi các bạn. Bên mép bờ sông nha.
Ở đây thì vào cái mùa mưa này các bạn, thì thật sự là rất là khó khăn gia đình trong việc đi lại, không có xe cộ. Và ở đây thì mưa gió tối nó sẽ gió nó táp, rất là khó sống các bạn. Nhà không có nhà, và tiền cũng có tiền do cô bệnh về đây để chữa trị, nói chung là cũng hết cách rồi các bạn ơi. Cái căn bệnh thì nói chung là cũng vô phương, khó chữa, tại vì bị đa chấn thương thì nó cũng khó có thể phục hồi. Nên vậy là cũng đã quá mừng rồi, do cái tai nạn xe tải nó đâm các bạn. Đây là cái ngôi nhà cũ mà chú bỏ nhà đi cách đây cũng nghe nói cũng tầm 10 năm các bạn, do cái cuộc sống nó quá khó khăn các bạn. Quá khó khăn. Đây là cũng là hộ nghèo thì bỏ nhà đi lên thành phố để lập nghiệp, nhưng không ngờ bị tai nạn các bạn. Đây, sẵn đây mình sẽ quay cho các bạn xem, có một bạn đến hỗ trợ gạo cho gia đình của chú Bôi các bạn. Cái này trả gạo cho chú Bôi hả? Bây giờ cái gạo này mình hỏi mình gửi ở đâu rồi không ta? Chứ bây giờ để đây lỡ mưa không? Để đây cho tặng đây rồi nữa chú. Cho tặng cái cũng được. Cái này cho em hỏi, cái gạo này ở đâu tặng, anh tặng hay? Nhà làm thấy đang trên rút đó rồi. Anh ở cái năm này luôn hay gì anh? Ở khóm này hay là ở đâu lại? Ở sao ở bên khóm 5 nè. À, khóm 5, Cò Đỏ ha. Rồi. Thấy đăng trên mạng đó rồi. À, cũng có rất là nhiều người nhà hảo tâm. Các bạn đây là cá nhân, anh tên gì anh? Dương. Anh Dương ở bên khóm 5 phường 1 các bạn, gửi tặng cho mà gia đình của chú Bôi hai bao gạo khoảng 50 kg các bạn. Chú kiếm cây kê sẵn rồi dạ. Đây, tôi lại giúp các bạn ơi. Anh này nè, anh cho gạo cô cho cô. Cảm ơn nha. Cứ nghĩa bấy nhiêu ký một bao. Bao 25 kg. Hay ha. cũng còn. Rồi cảm ơn luôn anh ơi. Cảm ơn luôn cưng ơi. Không quá lên nha. Có mưa không? Trời lạnh đi quạt gió. Bữa nay có mặt với anh Liền thì cũng bạn, thì cũng công tác ở đoàn ở phường 3 các bạn. Thì theo Liền thì Liền thấy hoàn cảnh này như thế nào Liền? Thì vừa nghe thông tin chỗ chú Bôi á, làm anh phố nhưng vợ bị tai nạn về, thì gia đình chú về ngay cho ngày 1 tháng 5. Thân cũng chính quyền, cùng chính quyền cũng như chỗ đồng chí Bôi phó chủ tịch, thì ngày 1 tháng 5 ra cũng đi vô khảo sát, thì thấy hoàn cảnh của gia đình rất là khó khăn, cũng như là do bỏ địa phương đi làm ăn xa thì nhà đã hư hỏng không có chỗ ở. Thì bản thân cùng với chính quyền cũng như là chỗ ủy ban thì cũng có chia sẻ lên cái Zalo với Facebook để vận động cũng như các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thì hỗ trợ cho gia đình để vượt qua cái, cùng với chính quyền địa phương thì vượt qua cái khó khăn của họ. Thì lúc này thì bên Liền có những cái mạnh thường quân nào đã đóng góp rồi hay chưa? Thì hiện tại thì chỗ chia sẻ lên Facebook thì hiện tại có như chỗ anh Nguyễn ở Sóc Trăng cũng có ủng hộ 1 triệu đồng. Thì bạn Như cũng như là bạn Nhiên, thì hiện tại thì bạn Ngọc cũng mới liên hệ để hỗ trợ cho gia đình. Thì trong cái nguồn mà Liền đang quản lý thì tương đương khoảng 2 triệu. Thì bên cạnh đó thì chỗ anh Di làm ở công tác ở Cần Thơ, thì quê gốc ở Ngã Năm có 1, thì đã cũng có liên hệ với chỗ Liền để hỗ trợ gia đình chú Bôi. Thì cái anh Di thì cũng có nói sẽ gom lại, thì cùng với anh em chỗ cơ quan gom lại số tiền mà vận động được đó thì sẽ mua tôn để hỗ trợ cho gia đình để sửa chữa lại cái căn nhà. Giờ nói chung là gấp gió thành bão, hy vọng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân tiếp tục thắp lên một cái cuộc sống mới cho gia đình chú Bôi ở đây, qua một cái căn nhà và ví dụ như một cái đàn vịt nhỏ nhỏ hay đàn gà
tạo nên cái cuộc sống ổn định hơn cho gia đình. Thì qua đây thì mình cũng xin gửi tặng gia đình một phần tiền nhỏ nhỏ cá nhân mình giúp đỡ thôi. Bây giờ con cũng có cái phần quà nhỏ nhỏ là 500.000 đồng cá nhân gửi cho gia đình của cô chú, và một cái phần tiền nữa là 500 nữa là tổng cộng là 1 triệu là của em của Nguyệt ở Vũng Tàu đó. Hai phần tiền cộng lại là 1 triệu đồng gửi cho gia đình để trang trải cuộc sống cơm gạo ở đây. Cảm ơn hy vọng thì qua số tiền nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nói chung là cũng để gia đình trang trải qua cái mùa mưa, và hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân đóng góp để có thể tạo một cái mái ấm cho gia đình chú Voi. Cô nói cô tên gì quên? Nguyễn Thị Kim Sơn. Cô Sơn. Dạ. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt gia đình. Hy vọng sẽ có một ngày gần nhất thì mấy anh em bên đây sẽ gom góp tiền được, thì số lượng bao nhiêu thì con sẽ quay lại với gia đình. Bây giờ chào cô chú nha. Chào cô Sơn ơi, khỏe cô Sơn ơi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Đi chỗ rồi. Qua đây thì cũng gửi lời cảm ơn bên liền và mấy anh em bên phường 3 thị xã Ngã Năm các bạn cũng đã hỗ trợ đường xá và biết đường để vô đây và chia sẻ những hình ảnh này lên trên mạng xã hội để tiếp tục giúp đỡ cho cô chú ở những cái nguồn khác nhau. Cảm ơn liền luôn nha. Thì qua các hình ảnh nãy giờ mình quay thì hy vọng mọi người có thể chung tay để giúp đỡ một cái ngôi nhà cho gia đình của chú Voi ở đây để tạo nên cái cuộc sống mới của gia đình. Thì căn bệnh thì nói chung thì cũng không thể nào mà giúp đỡ gì được thêm nữa, nhưng mà chỉ có là cái ngôi nhà nơi để sinh sống các bạn. Hy vọng sẽ có được cái ngôi nhà mới để có thể chăn nuôi và để tạo thêm cái niềm vui và cái thu nhập để có thể nuôi vợ bên cái ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng nữa các bạn. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục tiếp nối để chia sẻ yêu thương nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay tiếp một hộ khác, hy vọng mọi người sẽ đón xem tiếp hộ của hai em nhỏ bị bệnh xã hội, gia đình khá là nghèo thì cha mẹ thì mất luôn các bạn. Hy vọng mọi người sẽ đón xem phần tiếp theo nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Ngã Năm TV trong những cái clip từ thiện và những cái chủ đề khác nha. Giờ bye bye.